Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là con cuốn kem của mình. Hôm nay mình sẽ cho nó ăn cái đây là dạy cho mọi người xem nhé. Nhìn vào đấy, nhìn vào kính đấy. Xin chụp được cái chụp cái này. Chụp cái. Cho nước. Ôi, nó khỏe ăn khỏe thế trời ơi. Ui, nó cắn. Để xem bắt cháy dặn cho nha. Ui. Hình như là nó thích bắt cháy dẫn sao. Hậu Ím Ui, nó cắn. Sướng nha. Để mình xào xuống dưới đây là nó thích xào người nó là nó thích bắt cháy rất nó rất là thích. Khỏe lắm. Ủa, nó cắn. Rồi mình xin phép video tại đây nha. Cắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Mình chúc các bạn làm YouTube thành công và nhớ đăng ký kênh cho mình nhé.